Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Ai từ từ. Không phải. Dừng rồi, không sao. Dừng rồi. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại vlog của Nhung nha. Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với tất cả phụ nữ ở Việt Nam đúng không? Phụ nữ Việt Nam mấy người đúng không? Cảm thấy Nhung nữa. Thật sự là rất bất ngờ hôm nay Tuấn Ngô đòi một khóa cho mình mọi người ạ. Chứ từ ngày xưa đến giờ mấy năm ở bên nhau là không mua khóa bao giờ đâu. Hôm nay được đi mua ấy. Mọi người đi theo mình xem là mua cái gì nhá. Camera thiết bị mạng chỉ từ 340.000 đồng. Máy lọc không khí chỉ từ 800.000 đồng. Có mỗi màu xanh này à? À, cảm ơn. Không hàng rồi, khổ thật tôi. Không biết xấu. Mọi người ơi, đi 2-3 cửa hàng rồi, không có máy mọi người ạ. Mình cũng không nghĩ là 15 Pro Max màu trắng nó lại hot như thế. Màu xanh màu đen thì còn rất là nhiều. Chúng ta tiếp tục di chuyển sang địa điểm tiếp theo. Tuấn Ngô bảo là sẽ đưa mình đi hết tất cả các cửa hàng từ Vĩnh Yên đến Phú Yên mọi người ạ. Lần đầu tiên thì Tuấn Ngô chiều vợ như thế. Tự nhiên cảm thấy cuộc sống thì thật là happy. Hôm nay 20 tháng 10 mà. Hôm nay 20 tháng 10. Hỏi luôn xem có. Hỏi luôn không khó không nha mọi người. Cho nó nhanh. Cho nó nhanh à? Ừ. Từ nhà. Chị Anh ơi, em hỏi thì phải làm một lồng mắt còn màu trắng không? Một tay với một tay này còn màu trắng thôi. Tí tao đi. Rồi, thế phải quá. Mọi người ơi, đi cửa hàng thứ 5 ở Vĩnh Yên rồi mà vẫn không mua được mọi người ạ. Đây. Rất là buồn. Xấu cái gì? Không mua thì ta sẽ dùng điện thoại này tiếp có sao đâu. Biết đâu hôm nay không mua được mấy nữa mua nó rẻ hơn, tôi lại tiết kiệm được thêm một chút, tiết kiệm thêm được 1-2 hộp sữa cho khoai chẳng hạn, kiểu vậy. Mọi người ơi, nay nó cửa hàng thứ mấy rồi chồng nhỉ? 6 rồi. Đây mình phải hỏi trước đã, không Tuấn Ngô bảo hai đứa mất công vào xong lại đi ra. Chị, còn 15 Pro Max chẳng không? Mọi người ơi, nãy đi cửa hàng thứ 6 đúng không chồng nhỉ? Chả nhớ thứ 5 hay thứ 6 nữa, cái cửa hàng vừa rồi ấy. Thì nó không có bản 500GB mà nó có bản 1T. Thì hai vợ chồng cũng quyết định mua rồi. Mặc dù là cái máy đấy năm sau Tuấn cũng khuyên rồi nhá. Năm sau Tuấn dùng lại Tuấn không dùng hết, chỉ có mình dùng nhiều, Tuấn dùng rất là ít. Thế nhưng mà chiều vợ thì vẫn mua. Nhưng mà vào trời ơi, báo giá cao quá thì là thôi mình thích thật nhưng mà mình vẫn tiết kiệm. Ừ, nó tiết kiệm thì không ấy nhưng mà bỏ ra gần đấy tiền thì nó không bỏ lắm. Thì mình sẽ đi cửa hàng tiếp theo mọi người ạ. Nhưng mà một tên mà giá nó hợp lý thì mình sẽ lấy, còn ok báo giá cao thì tận mấy triệu nên là không mua nổi mọi người ạ. Bây giờ mọi người tiếp tục cùng mình trên hành trình đi mua điện thoại nha mọi người. Đây, quay đường đi nha. Nơi rồi mọi người ơi, sau một hồi tính toán định mua màu trắng, xong rồi tính toán tính đi tính lại, chúng ta hai vợ chồng đi đến thống nhất là sẽ đổi màu, tại vì không phải mua cho riêng mình mà mua đến năm sau Tuấn Ngố còn dùng nữa. Mình nghĩ đến Tuấn Ngố một chút. Để chúng ta lại vào đây xem là có màu tiếp theo mình muốn có không nhá, mà nó còn phải đủ số ghi cơ đó. Thế nào, cho Tuấn Ngố cầm cái điện thoại này, Tuấn Ngố livestream cho mình. À nhầm, phải vlog. Dịu. Màu trắng nhưng mà 52 cơ.
Vâng, em cảm ơn nhé. Ôi, cái số mình kiểu sao ấy. Chắc là kiểu ông trời muốn tiết kiệm cho Tuấn Ngố rồi. Sai quá sai. Sai quá sai rồi. Không, mình nhất định sẽ phải mua bằng được. Cho Tuấn Ngố biết thế nào gọi là. Ở chỗ kia như vẫn còn titan ấy đấy, nếu mà đi không mấy có thì gọi thế giới di động nó ship xuống đây. Cầm số, ship xuống. Ok. Đâu ta, đi tiếp ta. Đây nhiều cửa hàng mà. Chỉ nhẽ tất cả cửa hàng ở Phú Yên lại không có đủ một chiếc điện thoại mà mình muốn. Chắc là sẽ tối nay sẽ mất ngủ tại vì không mua được điện thoại ấy. Người ta mất ngủ tại vì người ta có điện thoại. Mình không thể mua được. Eo ơi, yêu chồng quá. Eo ơi. Hà, kinh từ ngày quen nhau đến lấy nhau bây giờ đã phải 4 năm rồi đúng không? 4 năm chưa chồng? 4 năm rồi. 4 năm rồi, thế nhưng mà tặng quà bạn được mấy lần? Nhiều lần. Nhiều khỉ. Có một năm sinh nhật cho 5 triệu đấy. Cái gì nhỉ? Đây thì còn không nhớ nổi đây này tại vì nó ít quá. Một lần cho 5 triệu này. Một lần ngày gì á? À, để thằng khoai xong, để tháng xong 20 tháng 10 năm ngoái mua cho một bó hoa. Đấy, còn cái tiền quay clip là tiền mình nha mọi người. Đính chính lại hôm nay, đính chính lại nha. Chứ không không nó, tất cả mọi thứ nó không thực, nó không giống như ở trên clip nha. Đấy, đính chính lại mua một bó hoa. Xong rồi còn thắc mắc tại sao chồng tặng hoa mà mặt vợ buồn thế, là hôm nay mọi người biết tại sao buồn rồi nha. Xong rồi. À, Noel hay là cái ngày gì năm vừa rồi, cuối năm vừa rồi ấy. Đây. Cuối năm vừa rồi á. Là cũng tặng một bó hoa vàng màu vàng vàng ấy, là còn không đi mua, là nhờ người yêu của em trai đi mua nha. Đấy. Hình như có vậy thôi. Hình như có vậy thôi. Cho đến ngày hôm nay đùng cái đòi đòi đi mình cho khoai đi tiêm về, lên công ty lại kêu là đừng có thái độ không là không mua điện thoại cho đâu. À chắc. Hỏi đi. Đó, ok, đợi mình tí. Quyết tâm đi mua bằng được mọi người ạ. Này. Vừa đi xuống ở một cửa hàng không có. Bây giờ mình vừa bảo là không quay xe sang bên này đâu. Quay xe sang bên đấy là lâu. Là đi bộ sang. Mọi người ơi, nãy thì mình đã đi sang hai cửa hàng nữa ở Phú Yên mà vẫn không có. Và cuối cùng mình đã gọi ship mọi người ạ. Mình đã đi về nhà, vợ chồng đi đến 6-7 cửa hàng. Xong rồi cứ cửa hàng liền nhau hỏi hết chỗ này chỗ kia. Hỏi màu trắng không có, xong đến lúc không mua màu trắng nữa, mua màu titan thì dưới này thì lại không có màu. Không có màu titan, chỉ có màu trắng thôi. Đấy, nhưng mà nó lại còn không có số ghi mà mình muốn cơ. Thế cuối cùng là quyết định gọi ship. Bây giờ mình sẽ về nhà để đợi người ta ship đồ đến cho mọi người. Chắc phải 3-40 phút nữa. Đấy, mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhá. Chạy xe cho quay đây. Chạy xe cho quay đây. Chiu 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 chiu. Bim bim bim. Bim bim. Chị. Em về luôn đây. Anh chị vào uống nước đã. Hello, bác về luôn đây. Về luôn đây. Quà của mẹ Nhung đây. Chị tặng cái củ sạc đấy nhá. Rồi, hai cái ôm. Yêu thế nhỉ? Chị về luôn đây. Về luôn à? Nhà đây à? Vâng. Ôi, dưới này nhiều quán nhỉ? Đi toàn quán ăn, quán uống thôi. Quán ăn uống. Đang dùng tay mua cốc kìa. Gì để uống nhưng mà chưa.
Thôi chị về luôn nhá. Ok, cảm ơn chị nha. Vâng. Chuyển khoản nhá. Dạ, ừ, chuyển khoản nhá chị. Bye bye, bye bye nhá. Thank you nhá. Bye bye, bye bye. Dạ, xinh nha, khối ấy. Khối hả? Xinh chưa? Hello, tên gì? Chị đây nhá. Vâng, chào bác đi con. Bye bye. Bye bye. Đó. Ơ, chị này, nào xin này. Nè, chụp đi. Nào, coi đây. Đâu, con, em chụp ra. À. Khoai tây nào. 10. Khoai tây ra xem không? Cậu mày chưa hiểu gì này. Ô, nhảy gì con? Con ơi, ra đây bóc quà mẹ nhanh nhanh. Có 20 tháng 10 này. Đây là ô. Đâu? Đây là ô, bố. Bố cũng có ốp mới à? Đây là bên cho cú lực. Như bao nhà khác thôi mọi người ạ. À, khi vợ được lên đời máy thì mình cũng được lên. Cú sạc này là được tặng nha mọi người. Hơn 500.000 tặng. Mình cũng được cái ốp mới 14 Pro Max. Nào khoai ra đây, bóc siêu đập luôn cho mẹ cái nào. Ôi dồi ôi. À, khoai tây 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 ra đây con. Thật ra thì mua một chiếc điện thoại rất đơn giản thôi. Nhưng mà nó là ở bên này con. Đây. Đứng đi. Đứng đi. Đây mình cái này đây. Đấy, cái này không thể. Đây. Đấy. Nhưng mà lâu lâu mới được tặng quà. Mấy năm mới tính số quà được tặng rồi đếm trong đầu ngón tay. Ô. Là... Ô khoai, khoai ơi. Ô. Thế, bố đang quay Vlog đấy, để lúc nào khoai xem lại nhá. Bóc đi. Ôi, tắt nhạc. Tắt nhạc của con. Nào, tắt. Bố tắt nhạc của khoai một tí. Tắt tí nhá. Một tí thôi. Hình đó. Nào. Nào, bóc siêu. Đấy. Sớm nghe thế này thì sinh nhật thôi quá nhá. Lại lườm nữa. Sinh nhật hứa quà khác, cái này tự nhiên cho ai đói. Thế thôi, giả đây. Này tiền. Đá gì? Cay 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 các bạn ạ. Ở nhà hay chơi mình cay, bây giờ lên Vlog cay chơi tí cay. Trời ơi. Điện thoại hơi giống đàn ông tí. Đâu xem nào. Màu này là màu mới à? Đẹp mà, trông thấy màu này đẹp mà. Ơ sao màu này như màu này không không tự nhiên bằng cái màu tự nhiên kia nhỉ? Ý quên lại tự nhiên rồi. Ý là nó cảm giác ở kia nó thấm hơn. À đây còn một cái lớp nữa mà đúng không? Lớp gì? Lớp khỉ khô. Lớp lưng ấy, lưng còn một cái lớp nữa mà. Lớp gì? Hết lớp rồi à? Ừ. Thế à? Các bạn ạ, cả cuộc đời mình chưa được bóc siêu bao giờ. Xuất định chắn hình mẹ. Chắn đấy. Đúng chưa? Tây tây. Tây tây được máy nào? Tây tây được máy nào con? Đây. Nào, giờ các bạn xem nào, thế là... T512VN Titan. Sướng, sướng, sướng. Khoai kìa. Rồi, thôi nha. Tắt đi. Cẩn thận không khoai nó cạp, đập mất. Ô. Đâu đấy nhỉ? Thôi rồi. Ô. Thế là mình cũng có mấy mấy xong rồi. Mỗi người một cái sạc riêng nha. Không ai liên quan đến ai, bây giờ ai sạc chung đâu. Nào, từ tôi đã phải Việt Nam là tiếng Việt. Phim nào đúng không? Khoai cướp này, khoai cướp này. Ơ, bấm ấy. Chứ nó bấm vào đâu rồi, mùn rồi. Ừ, rồi, tẩy ở đây. Này, rồi. Mùn rồi. Việt Nam đâu? Ô. Gì đâu? Ô, không có Việt Nam rồi. Ô chết rồi, vô phải máy tàu rồi. Thôi chết rồi. Ô, ô. Móng tay nó cứ quẹt. Thôi. Đâu nhỉ? Hay là mãi dưới nhỉ? Đây. Rồi, được rồi. Thế là được rồi. Nó bị làm sao? Ơ, là sao? Thôi chào các bạn đi con. Đây bạn đây để bạn sáng đây để con kết nối nào. Bây giờ mình phải tắt điện thoại để mình còn chuyển dữ liệu sang điện thoại mới mọi người ạ. Cảm ơn mọi người xem Vlog của mình. Cảm ơn quà của chồng yêu nha. Bye bye.
chúc mọi người Halloween thắng nguyên vui vẻ nha. Bye bye.